Vào dạng sáng nay 12 tháng 12, trong lúc điều khiển xe khách dường nằm chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 1A, tài xế xe Phương Trang đã ngủ gật khiến chiếc xe này mất lái, lao xuống cống sâu bên đường làm một người chết, 5 người bị thương và trong đó thì có 4 trường hợp nguy kịch. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút dạng sáng nay. Xe khách dường nằm của hãng Phương Trang mang biển kiểm soát 51B08414 chạy tuyến Sài Gòn Mũi Né, do tài xế Trần Quốc Thái điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết. Khi đến km 1744 650 thuộc thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, chiếc xe được cho là mất lái lao xuống cống sâu bên đường, lật ngang. Hàng chục hành khách, trong đó có nhiều người nước ngoài hoảng loạn la hét kêu cứu. Người dân địa phương nhanh chóng phá cửa kính cứu những người mắc kẹt ra ngoài, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Hàm Tân. Lực lượng công an huyện Hàm Tân, cảnh sát giao thông Trạm Hàm Tân, lực lượng cứu hộ lập tức tham gia ứng cứu người bị nạn. Một phụ nữ đã tử vong tại chỗ, tài xế bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Có 4 trường hợp bị thương rất nặng được chuyển viện vào Thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa.